Hello cả nhà ơi, chiều ngày hôm nay trên sân thượng thì mình sẽ đi cắt thêm mấy trái đậu bắp nữa nha cả nhà. À con muốn xin chào hả? Ok, để mẹ quay cho con xin chào nha. Rồi con đứng xích vô đi. Con đứng xích vô con chào đi, xích vô đó. Rồi, con chào đi. Xin chào. À con đi tưới cây nè. Suvi xin chào cô chú, Suvi nói là Suvi lên sân thượng tưới cây. Hả? À, lát nữa mình tưới, lát nữa tưới. Mẹ để mẹ cắt mấy cái trái đậu bắp này xong rồi mẹ cho con tưới nha. Cây phun. Ok, bây giờ mình sẽ cắt hai trái đậu bắp này nha cả nhà, vì nó lớn rồi nè. Mình sẽ cắt nó đi rồi để dành cái mình ăn cũng lúc, chứ mình để gì là nó sẽ bị già đi đó. Nó già đi là nó giống. À. Đúng rồi, nó khô rồi đó. Một hồi nữa mẹ cắt mấy cái trái này luôn. Đặng mẹ sẽ làm giống. Đây nè. Cắt cái trái này, nó khô rồi nè cả nhà. Cắt để dành làm giống nha. Nó gớt xuống đó một hồi nữa mình lụm. Đây mẹ cắt trái này luôn, trái này nó già luôn rồi nè. Làm giống xong mai mốt mình sẽ gieo nó lên. Gieo nó lên mình lại bỏ cho vô tiếp. Hai trái, để nó đi con. Lát nữa rồi mẹ lụm. Đây nè cả nhà. Hai trái này nó già thiệt. Bên này có con trái nè hả? Trái bên này chắc ngày mai hả hái. Mai hả hái đi. Để bên này mình hái hai trái này trước. Hai trái này hái trước nha. Rồi ngày mai mình hái trái đó. Trái này nữa nè, nó già rồi. Tại vì mình cũng không để ý đó, mình thấy nó vậy cái mình quên luôn. Ok con, quên hái cho nó già cả nha. Già ăn không được, để làm giống luôn vậy đó. Cho nên bây giờ mình sẽ cắt trước. Cắt trước đi, rồi xong rồi cái mình để dành đó. Rồi chừng nào mình ăn cái mình lấy mình ăn cùng lúc. Sẽ phải cười. Trời gió mát ghê luôn cả nhà. Buổi chiều gió mát quá trời luôn. Này, trái non nè cả nhà. Trong kia nữa kìa. Đó. Mình thì lùng mà sao mình trồng cái cây gì nó cũng cao hết trơn trọi. Trái này bự, hết sức bự luôn. Trái này mà để giống là hết sức, hết. Trái này mà để giống là phải nói là đúng chuẩn luôn cả nhà. Bự, hết sức bự không? Bự mà nó đẹp. Ừ, mưa rồi hả con? Ừ, thấy rồi, để mày cắt cái này luôn. Cắt cái này làm giống. Ồ, thấy rồi. Nó cứng, nó cứng. Mình đi lụm cả nhà ơi. Cái này thì ngày mai mình sẽ hái chung với cái trái bên đây ha. Trái bên này ngày mai hái đó. Trái bên này nữa, đây nữa. Đậu bắp của mình nó cao thiệt là cao luôn á. Cây bên kia chắc cả thước luôn rồi đó cả nhà. Đó, cây đậu bắp mình nè. Trời ơi, nó cao hết sức không mà chưa thu hoạch được trái nào hết, mới có bông rồi cả nhà ơi. Xong mà mình thì mình lùng, xong mình trồng cái gì nó cũng cao nhiều nhiều đó. Xong rồi mình sẽ đi qua kia mình ngắt đọt dưa leo cả nhà ơi. Dưa leo bữa nay là ngắt đọt được rồi, có bông rồi cả nhà. Thôi, đây trái non nữa nè. Đây cho cả nhà coi là cà tím của mình hôm nay nó bự rồi nè cả nhà. Bông này nó rụng, bông đực nó rụng nè. Đó, nó tàn xong rồi nó rụng đó. Cà tím của mình nay trái nè cả nhà, thấy cưng chưa? Bên kia nữa đó. À, bên này nữa nè. Đó, bữa nay là nhìn thấy nó bự rồi hen. Đấy, bông đực thì nó rụng. Nó nở xong rồi nó sẽ rụng xuống. Này. Nó rụng đi. Còn đậu được 3 trái, 4 trái cả nhà. Đậu được 4 trái cà. Đây là 4 cây cà của mình nè. 4 cây cà tím. Ở dưới nhà dưới thì ở ngoài sân á thì mình cũng trồng được một mớ cà bắp với lại cà tím cả nhà. Đó, hai vợ chồng nhà mình thì cũng thích ăn cà bắp. Đậu bắp á, cho nên mình trồng đậu bắp. Với lại đậu bắp nó rất là dễ trồng. Dưa leo, khổ qua, mướp. Cho nên mình cũng trồng được một mớ. Đây nè. Đây là cà bắp đỏ nè cả nhà. Mình mới cho nó ra ngoài đó. Đây ha. Nguyên một dãy này là cà bắp đỏ mới lớn. Nguyên dãy bên này là cà bắp cũng bự rồi đó. Còn cây bên này thôi rồi, nó cao quá trời cao. Okay. Bên đây là cà chua. Quay lại cái cây cà chua cho cả nhà coi nha. Đó, cây cà chua của mình đây. Không biết trái này chắc là trái cà chua nhỏ rồi cả nhà ơi. Cà chua này chắc là cái trái nhỏ đó. Đó, cho cả nhà coi cà chua của mình ngày hôm nay nhé. Trời ơi, đã quá đi. À, nhìn thấy đã chưa cả nhà? Trái sum xê chưa? Đây là chị Nhung Hà, cuộc sống vùng núi ở Mỹ, chỉ mình cái cách để mà cho cà chua nó đậu trái nhiều đó các bạn. Là vì chị chỉ mình á, là cứ cái nhánh cà chua vậy ha. Tại vì bông đực bông cái mình không có biết là cái nào hết trơn á, không có thụ phấn được. Cho nên chị nói mình là mình lắc,
lát cái bông vậy nè, nó lát vậy đó là nó sẽ tự thụ phấn. Chứ vì mình đâu có biết bông nào bông đực, bông nào bông cái đâu mình thụ phấn được. Đó, nhờ chị Nhung Hà cũng sống vùng núi ở Mỹ mà hôm nay cây cà chua của em nó trái. Bây giờ em đếm không biết là bao nhiêu trái trên cây cà chua này luôn á chị Nhung. Nè, quá trời đã chưa? Đó, cây cà chua của em đó. Tới cưng chưa? Bên này nữa nè chị. À, bên này nó cũng mới đậu trái nữa nè, cũng còn rất là nhiều bông. Xong mình sẽ hứa hẹn cái video mà cà chua chín đỏ ha. Xong rồi mình sẽ thu hoạch cho cả nhà cùng xem chơi cho vui nha. Ba trái á? Ừ, ba trái hả con? À. Ừ, dễ thương không kìa? Hương dễ thương ha. Trời ơi, đã quá trời luôn á. Nè, hồi lắm hôm bữa nha, nó không có bông, nó có bao nhiêu bông nó rụng hết cả nhà. Xong cái mình hỏi chị Nhung ơi, bây giờ làm sao? Bây giờ cà chua của em nó có bao nhiêu trái nữa, nó có bao nhiêu bông nó rụng hết trơn. Xong cái chị mới hướng dẫn cho mình cái cách làm như vậy đó. Thì mình làm đã thành công. Đây, cây cà chua của mình quá trời trái. Đã quá. Ok Sophia, đi vô đi con, chị mưa. Chị mưa con. Ừ. À. Nó thì mình được một mớ bên này khoảng được 4 cây cà chua là thành công ha. Còn một mấy cây bên này cả nhà thì nó bị xoăn lá. Thế nào mình cũng không có cắt đi, mình bỏ mình để đây để mình lên mạng mình coi cách mà để trị cái xoăn lá này á. Với lại nó cũng có trái nữa nè. Cho nên mình không có bỏ. Đó trái đó. Ở dưới kia trái nữa kìa. Cho nên mình không có bỏ đi mà mình vẫn để như vậy á để mình thí nghiệm coi. Mình lên mạng mình học cái mình thử xem nó có hết không cả nhà. Chứ cây cà chua của mình nó mập quá trời luôn nè. Đó, mà nó bị bệnh như thế nào mà nó bị xoăn lá cái nó không có bông, nó không có trái luôn. Mình chỉ được cái bên này, được 4 cây bên này là có trái. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bển mình ngắt đọt dưa leo nha. Đi ngắt đọt dưa leo với lại ngắt đọt mướp cả nhà ơi. Đây, bộ xà lách của mình ha. Bữa mình mới ngắt xong, bữa nay nó cũng xum xuê luôn cả nhà. Gì vậy bia? Còn này là mồng tơi của mình sắp ăn được rồi đây. Mồng tơi này nha, mình mua gì ta? Mua gà đó. Về cái mình nấu ha. Mua gà về nấu lá quế cả nhà. Quế của mình nó lên quá trời nè cả nhà. Đó, nó rụng xuống nó lên đó. Mua gà về nấu lá quế xong hái mồng tơi ăn ha. Trong đây là bị sâu rồi nè. Sâu nó ăn rồi nè. Tối nay mẹ lên mẹ bắt sâu mới được. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ đi ngắt đọt dưa leo nha các bạn. Dưa leo của mình hôm nay nó bò cũng lớn lắm rồi. Mồng tơi quá trời luôn rồi, nó lên luôn cả. Mồng tơi này là hái nấu được nồi canh rồi đó. Mình nhét mấy cái mồng tơi ở trong mấy cái bụi dưa mướp á các bạn, với lại mấy cái bụi dưa leo. Rồi hôm nay nó lớn chưa? Nó mập lùn mà nó tươi quá. Mình sắp hái được nồi canh rồi đó cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi ngắt đọt dưa leo nha. Dưa leo của mình hôm nay nó bò cũng cao ha. Với lại nó có bông rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi ngắt đọt. Đây cho cả nhà coi nha. Đó, dưa leo đợt 2 có bông có trái rồi. Mình sẽ đi ngắt đọt đó. Chiếc này mình sẽ ngắt đọt bằng kéo. Đợt rồi mình ngắt bằng tay, chiếc này mình ngắt bằng kéo. Ngắt đọt dưa leo. Đó, bên này nữa. Ngắt đọt dưa leo dưới này nữa. Chiến rồi mình ngắt nó sớm quá. Chiến này mình đợi nó cao cao chút nữa mình ngắt. Nó có bông rồi cả nhà ơi, mướp nó cũng có bông luôn rồi. Bên đây nguyên cái bụi này, nguyên cái bụi dưa leo này nó tốt quá trời tốt luôn. Mướp nhà mình nó có bông mà nó có trái luôn rồi. Đây mình quay mướp cho cả nhà coi nha. Nè, bông mướp với mướp của mình á. Mau dễ sợ luôn á. Đây nữa nè. Mau chưa? Đây nữa, trồng cây, trồng đồ nó cũng là một thú vui các bạn. Tuy rằng mình không có ăn được bao nhiêu nhưng mình rất là vui. Mỗi ngày mình lên mình tưới ha. Mình tưới mình ngắm nó. Đó. Ngắt đọt dưa leo. Bên này nữa. Để mình đi qua bên này. Trời ơi.
đây nè cả nhà, mướp dưa leo của mình nó bông bông đực nè, bắt đầu nó có bông rồi đó. Sẽ là một dàn dưa leo tiếp theo nha cả nhà. hôm bữa mình ruộng nó, mình giục mình cũng thấy tiếc lắm, nhưng mà thôi phải giục thôi. Bông trái hả? Có bông có trái hả? Mới bên lớn mà có bông có trái hết trơn rồi hả? Đâu rồi? Trời đất ơi, chết rồi. Trong này bị cái gì đây? Trời ơi, bị cái gì mà nó ăn cái lá của mình? Trời ơi, mấy con ốc, mấy con ốc quỷ. Trời đất ơi, mấy con ốc nó ăn. Trời đất ơi, cái gì mà chết mẹ rồi? Cái gì chết mẹ rồi con? Đó, dàn dưa leo của mình hôm nay nó đã bự rồi. Nó đã chưa cả nhà? Tươi xanh. Mướp. Bông mướp đã có trái. Nhìn thấy mê ha. Thấy đã quá. Trời, anh chồng mình anh chưa có ở không mà anh làm cho mình cái vàng mướp lại nữa. Mướp nè, trời ơi, nó mới phơi lớn mà nó đã có con hết. Mướp nó mới có chút xíu mà nó có bông mấy trái hết rồi cả nhà ơi. Đó, bên này nữa nè. Trời đất ơi, cho cả nhà coi nha, đâu rồi, đây nè. Tại lúc mình làm á, mình giấu, mình không cho nó thấy đâu. Để nó cho nó surprise á, cho nó cảm thấy rất là bất ngờ. Nó ăn rất là ngon. Wow, cute. Yeah. Eat. Green bean. This one green bean. Yeah. Wow, xin hát tên chị, xin hát khá rồi. Yeah. Cái này là thịt heo, ba gọi heo. Còn cái này là bò, để mình nướng cái tầm bên đây. Wow, really good, smell really good anh. Yeah. Hôm nay mình ăn theo kiểu Hàn Quốc, còn Suvi ăn theo kiểu Nhật. We eat Korean style, Suvi eat Japanese style.
Tức sao chu vi cũng kén ăn lắm cả nhà, rồi cái mình cũng cũng về kiểu như là I think they allow travel from Vietnam to Japan now, but not us. Rồi hả, mình cũng cố gắng lắm, mình đút nó ăn. Cái mình lên mạng mình tìm hiểu, mình thấy là người ta làm những cái món ăn mà trang trí đẹp đẹp vậy đó. Cái mình làm trước, mình đi mua mấy cái khuôn á về cho mình làm cơm. Cơm nắng, mình nắng thành hai con đỏ. Ok, cơm đó con. Con này con gì vậy? Con nhìn đi, con này con gì vậy? Mình là chỉ có suốt ngày suy nghĩ là muốn ăn gì ăn gì mà mình làm cái động cho con ăn thôi. Nhanh mở nhé. Add all the dressing and stuff down. Nhanh mở nhé. I hope you like it. Nhanh mở nhé. I'm so sure like it. Yeah, con. Thiên mở nhé. Thiên nhé hả? Thiên nè. Hey. Này đúng không? Say please. Please. Đây. Con muốn ăn không? Nhiều biết không? Con ăn vô nha. Ăn vô nha Thiên. Sao con lát không bị lầm, lát không bị lầm. Con chơi này đi. Thiên mà con ăn đi. Con bóc con ăn đi. Con bóc nguyên con ăn luôn. Bóc nguyên con luôn. Nè, cầm nguyên con thì ăn. Đó. Wow. Ăn nguyên con thỏ luôn hả? À. Ăn nguyên con thỏ luôn. Thank you. Throw a few mushrooms on also, and then you have it all together. Going in there, put some of the mushrooms in there. Okay.
Mushroom is good. You can put mushroom and salt. Ăn về nó rất là đơn giản nha, mà nó rất là ngon, bổ dưỡng. Thật thì mình mua sẵn ở trong khay giống. Nắm với dao vừa rửa thì sẽ bình thường á, định ăn đồ nướng kìa, sáng ở ngoài hồ bơi, nhưng mà hôm nay trời mưa, định ăn trong nhà. It's not when we eat outside, honey. Open it. No. Yeah. Mm. Good. Cái bánh trắng này ngon luôn, bánh hương trắng ngon lắm. Ngon bổ dưỡng, nhanh gọn lẹ. Ăn đi Nguyên à, ăn đi con. Nguyên cục cơm ăn luôn, cầm nguyên con thỏ ăn luôn. Nâu quá. Dạ. Yes. Nâu. Bye bye. Oh bye bye. Oh. Lại đẹp đèn xe bái bãi. Yeah. Oh đất ơi. Dễ sợ. Mình chưa tạm dừng video tại đây cả nhà ơi, hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ nha. Xin cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.